biệt thự Trần Kim Xuyến, khách sạn 5 sao. Xin chào các anh chị, hôm nay em Tiến lại lên cho anh chị một căn biệt thự Yên Hòa, phố Trần Kim Xuyến, cực kỳ đẹp luôn ạ. Phố Trần Kim Xuyến nối phố Trung Hòa, ngay ngã tư Vũ Phạm Hàm, cực kỳ đẹp. Căn biệt thự nằm trong quần thể khu đô thị Yên Hòa, lão thành cách mạng, khu dân trí cao cực kỳ VIP, an sinh cực kỳ đỉnh. Căn nhà với diện tích 155m, mặt tiền 10m, thiết kế 4 tầng, nội thất cao cấp. Hiện chủ đang cho thuê khách sạn, hợp đồng dài hạn với giá trị thuê 100 triệu trên một tháng. Khu vực an sinh đỉnh, cứ nghe là đã thấy thích. Nhà cách mặt phố Trần Kim Xuyến chỉ 20m, thật sự là rất hiếm nhà bán các bác ạ. Mời các bác ngắm xung quanh căn nhà mình bán ạ. Với một căn biệt thự đẹp ở một vị trí đắc địa mà có dòng tiền tốt như thế này mà giá chỉ nhỉnh 450 triệu trên một mét, thật sự là đáng để quan tâm ạ. Hãy inbox ngay cho em Tiến để được làm việc chính chủ giá tốt nhất ạ.